Trái thanh long gắn với hình tượng rồng, tượng trưng cho sự may mắn và sung túc. Thanh long cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tiềm năng của Việt Nam. Nhiều năm liền nằm trong nhóm ngành hàng tỷ đô. Dù siêu trái cây này đang ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt từ thị trường, nhưng đây vẫn là loại trái cây có thể mang lại cuộc sống sung túc cho người dân. Đầu năm Thìn, mời quý vị cùng đến với câu chuyện xuất khẩu thanh long của Việt Nam đang nỗ lực khởi sắc trở lại. Trước năm 2020, thanh long được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trái cây. Trong nhóm mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam, đỉnh cao đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ năm 2018. Thời kỳ hoàng kim, thanh long có mặt ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu liên tiếp giảm, chỉ còn trên 600 triệu đô la Mỹ. Thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều quốc gia khác cũng chạy đua trồng thanh long. Hiện Trung Quốc đã vượt Việt Nam, trở thành nước có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất thế giới. Giữ chất lượng là cố gắng giữ đừng cho nó sụt giảm nữa. Thị trường Trung Quốc là chiếm đa số, gần như là 80-90% cái lượng thanh long sản xuất của chúng ta trước đây và đến bây giờ là xuất khẩu cho Trung Quốc. Nhưng mà từ năm 2022 là Trung Quốc đã phát triển được trên 65.000 hecta. Trải qua nhiều thăng trầm, không ít lần phải đổ bỏ, giải cứu vì không thể xuất khẩu, thanh long đã qua thời kỳ hoàng kim, nhưng vẫn là loại trái cây mang lại cuộc sống sung túc cho bà con nông dân nếu canh tác đạt chất lượng và đạt năng suất. Dấu hiệu tích cực đến ngay trong tháng đầu năm 2024 này khi xuất khẩu thanh long khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng mới, giá bán cao, có lãi, mở rộng vào những thị trường tiềm năng mới. Để củng cố được cái thanh long của Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đi nghiên cứu về chiều sâu và chế biến sâu, và đồng thời là nâng cao cái chất lượng sản phẩm, quảng bá hình ảnh thanh long tốt hơn, mạnh hơn. Định hướng bà con phát triển theo cái hướng là chuẩn, theo cái hướng chuẩn Việt Gáp và truy xuất cái mã vùng trồng để làm sao các cái nước mà người ta nhập cái thanh long của mình là người ta an tâm về cái nguồn gốc. Hiện giá thanh long ở các vùng nguyên liệu đã tăng lên đáng kể, nhất là tại Tiền Giang, Long An, từ đó thúc đẩy các giải pháp phát triển trái thanh long tiếp tục mang tính căn cơ, bền vững, cùng với ý nghĩa biểu tượng cho sự may mắn, vươn lên, kỳ vọng trong năm rồng này, xuất khẩu thanh long sẽ khởi sắc trở lại. Sau những ngày vui xuân đón Tết, nông dân Đồng Tháp lại tiếp tục tập trung bước vào thu hoạch trà lúa đông xuân. Tuy giá lúa có xuống chút ít so với thời gian trước Tết Nguyên đán, nhưng nông dân vẫn phấn khởi vì với mức giá hiện tại, đảm bảo người trồng lúa có lãi khá cao. Vụ lúa đông xuân này, người nông dân ở tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi vì lúa trúng mùa, giá bán lại cao hơn 2.000 đồng một kg so với vụ đông xuân năm trước. Ngay sau những ngày nghỉ Tết, nông dân ở Đồng Tháp tất bật thu hoạch lúa đông xuân. Trên đồng, máy gặt đập liên hợp, xe vận chuyển lúa hoạt động hết công suất. Dưới kênh, thương lái neo đậu ghe chở sẵn để thu mua lúa, tạo nên khung cảnh rất nhộn nhịp, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, vụ lúa đông xuân năm 2023-2024, toàn tỉnh Đồng Tháp xuống giống 189.000 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Sau chuyến vươn khơi câu cá ngừ xuyên Tết, những tàu cá xa bờ của Phú Yên đã trở về, mang theo thành quả đánh bắt đầu năm. Chuyến vươn khơi thuận lợi giúp bà con ngư dân Phú Yên như có thêm động lực bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Tại tỉnh Phú Yên, các tàu khai thác cá ngừ đại dương trong dịp Tết Giáp Thìn bắt đầu cập bến. Theo ghi nhận tại các cảng cá, năng suất đánh bắt bình quân đạt trên 1 tấn cá ngừ mỗi tàu. Giá bán thương lái thu mua ở mức 97.000 đồng 1 kg đối với cá loại 1. Tuy có thấp hơn so với trước Tết, nhưng nhờ năng suất cao nên các chủ tàu vẫn bảo đảm thu nhập cho ngư dân. Theo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên, từ ngày mùng 4 Tết đến nay đã có hơn 20 tàu cá của ngư dân cập cảng và nhiều tàu khác cũng đang trên hành trình về đất liền. Để thuận lợi cho việc mua bán giữa ngư dân và thương lái, Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên đã chủ động bố trí lực lượng trực, hướng dẫn tàu về cảng và tổ chức kiểm tra, kiểm định nguồn gốc xuất xứ.